Hôm nay Hùng ô tô Hải Dương xin kính chào quý khách. Tiếp tục thì hôm nay đây em lại liên tục cập nhật tất cả những mẫu xe ô tô đã qua sử dụng. Thì hôm nay em về được cho mình một chiếc xe Hyundai Accent bản nhập khẩu, nhưng đây là một cái bản rất là đặc biệt luôn. Vì sao em lại gọi là bản đặc biệt? Vì có rất là nhiều option, chức năng mà những dòng xe mà em đã bán từ mấy hôm trước ấy, rất là nhiều Hyundai nhưng mà không hề có những cái option như em nó. Chiếc Hyundai Accent bản nhập khẩu này là đời 2011, nhưng em nói là bản đặc biệt này, có cửa lóc này, có trợ lái này, xi nhan trên gương, túi khí an toàn và có rất là nhiều đầy đủ như là màn hình giải trí cũng như là cam lùi cho mình. Và bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em Lê Hương. Nhìn thật là chi tiết, thật là kỹ này, soi hết lỗi cho em đi. Soi xem là con này nó có những cái lỗi gì nào. Còn đối với em thì em cam kết cho khách hàng là không một lỗi nhỏ, không đâm đụng và không ngập nước, hồ sơ pháp lý đẹp. Nhìn cái mặt ga lăng của xe các bác nhìn, bốn cái đường gân dập nổi trên cái mặt ga lăng tạo cho mặt xe rất là sắc nét luôn, đúng không ạ? Nhìn ạ, rất là sắc nét. Cụm đèn pha halogen siêu sáng này, mắt trong luôn, mắt như mắt mèo ban đêm luôn, trong vắt này. Có giải, có đèn gầm cho em, có đèn gầm. Và bây giờ em nó đang là biển 38 này. Các bác nhìn luôn cho em này, đèn pha bên đây cũng vậy nhá, siêu sắc nét, không hề hấp hơi hay là mờ nước, đèn gầm có luôn. Em đứng luôn ở góc nghiêng như thế này để cho các bác nhìn được cái phần góc nghiêng, xem là có bị đâm xô hay là ngập nước không, có đúng như cam kết em nói không ạ. 355 triệu là giá đang chào bán cho chiếc xe Hyundai Accent đời 2011, và đây là chiếc xe bản nhập khẩu đẹp cho em nhé, bản đặc biệt luôn. La răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cả 4 bánh cho em. Xi nhan trên gương, gương kính cục chỉnh điện cho em nhé. Gương kính đây cũng là liền đời theo xe cho em rồi. Rất là đẹp luôn. Các bác nhìn này, hoa của táp ly của cửa này, táp ly cửa không hề bị mòn bóng này. Keo chỉ ghim lốc bấm đinh tá của nhà sản xuất này, vén luôn cả cái gioăng cửa cho các bác nhìn này. Đinh tá của nhà sản xuất cân cánh cửa này. Táp ly rất là đẹp nhá. Cánh cửa bản lề đây không hề bị dão. Túi khí an toàn trang bị đầy đủ cho em này. Bản này rất là nhiều túi khí này. Một này, chân vô lăng là hai này, chân ghế da 3, 4, 5, 6. Trước mắt là em đã nhìn thấy 6 túi khí an toàn rồi. Gọi là bản này khoảng từ 6 đến 8 túi khí an toàn này. Có cửa lóc đầy đủ cho em. Gương nhớ 3 vị trí này. Màn hình giải trí trợ lái luôn. Trên mặt của vô lăng thì có phím nghe gọi này, khẩu lệnh này, tăng giảm này, tích hợp luôn trên vô lăng cho mình rất là tiện luôn. Táp lô đẹp, tí nữa sang bên khoa mắc tài thì em sẽ quay kỹ hơn về phần vô lăng nhé. Ốc cánh cửa không hề bị vặn xoáy, móc cửa sáng choang luôn, gioăng cửa cũng vậy luôn. Từ cái tiểu tiết như gioăng cửa không hề bị vỡ, không hề bị rách, không mất một phân gioăng cửa nào. Xuất sắc luôn, với nước sơn màu bạc đẹp. Về các bác mà có tính về phong thủy thì cái màu này cũng là cái màu rất là hợp luôn, hợp được với nhiều mệnh, nhiều tuổi. Táp ly đẹp căng này. Xuất sắc, phải gọi là xuất sắc. Để bán, là để mua được một chiếc xe về phục vụ dân nhà mình như thế này thì em cũng phải cho thợ đi tất cả các nẻo đường ngóc ngách trên toàn quốc. Nhà dân nào có xe, chỉ cần có ý định bán thôi là em sẽ đến trực tiếp ngay, bê luôn ngay. La răng thể thao quá là chất luôn. Đứng khu vực phía dưới này, cái phần khoang cốp này nó hơi hở ra như này là vì em tiện em mở luôn, để tí mình khoay khoang cốp cho tiện ấy, chứ không phải nó bị hở như thế đâu. Đấy các bác nhìn này, đường dập lổi sắc nét luôn. Phía sau thì có 4 mắt cảm biến va chạm. Đèn hậu thì rất là sắc nét và trong rồi, không hấp hơi, không mờ nước này. Có đèn gầm này, 4 mắt cảm biến va chạm cam lùi. Vậy là có cam lùi, cam hành trình, Accent chữ sắc nét chuyện. Tai đèn đây các bác nhìn này, phần tai đèn này, khoang cốp này, với bản sedan hai đầu như thế này khoang cốp thì rất là rộng rãi. Phần khoang cốp đẹp. Lốp sơ cua và dụng cụ tăng kích lốp cũng như là sàn các bác nhìn cho em này. Không những mà sạch sẽ còn không hề bị đét dỉ sét này. Cả cái lốp bấm đinh tán vẫn còn nguyên cho em nhé. Từng cái thảm này, thảm lông này, thảm lì này còn nguyên cho em. Cách âm giảm nhiệt nó ở đây. Keo chỉ ghim ốc, keo chỉ ghim là phần lắp đít đây ạ, lắp cốp xe đây, lỗ thoát nước đây, tròn xe xe luôn. 355 triệu cho chiếc Accent, Hyundai Accent bản cao cấp nhất cho em, bản này là bản đặc biệt nhé, túi khí an toàn quanh xe.
La răng thể thao 4 bánh. Rất là đẹp này, các bác nhìn la răng này, gầm bẹ này. Không hề bị mục mọt gì đâu. Gương kính thì liền đời, tây lắm cửa này. Táp ly cửa đây ạ. Sáng choang cho em nhé. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh này. Khi các bác đi trên xe, các bác chốt móc khóa này vào thì trẻ nhỏ sẽ không thể tự ý mở cửa được khi các bác đang lưu thông. Để cho bố mẹ lái xe tập trung và con ngồi trên xe điều hòa mát lạnh, các bác sẽ tập trung vào lái xe. Đóng cửa để chắc lịch luôn. Rất là xuất sắc đúng không ạ? Những bác nào mà yêu thích chiếc xe Accent này, nhấc máy lên và gọi cho em qua hotline 0354602790. Đây là số điện thoại duy nhất em Lê Hương dùng để làm mọi giao dịch với khách hàng nhà mình. Táp ly bên bác tài này, các bác nhìn cho em này. Táp ly không hề bị mòn bóng bên bác tài nhá. Cánh cửa là cái phần dưới này cũng đều là da bằng da mềm cho em. Bằng thoát nước, bằng lỗ thông hơi này. Da mềm luôn. Các phím bấm này hoạt động auto chỉnh cương kính này. Tổ hợp phím bấm chân vô lăng rồi, nghe gọi khẩu lệnh luôn. Mặt đồng hồ thì siêu sắc nét, hiển thị công tơ. Đầy đủ cho mình màn hình giải trí này. Cổng sang này, cổng AOX này. Sấy sưởi kính này, lấy gió 3 vị trí này. Đây là cái phần củ số này. Tay phanh này, sắc nét chưa, không hề bị cũ. Bác chủ là một người rất là gìn giữ xe luôn. Đây là gương nhá. Gương phía sau này, nhớ 3 vị trí cho em. Và đây là cái bộ điều khiển để mình chỉnh cái phần cửa lóc này. Các bác nhìn này, từ bên trong ô tô mà nhìn ra ngoài trời này, mây đẹp thế này cơ mà. Xứng đáng đồng tiền bắt gạo khách hàng nhà mình. Táp lô đây. Đẹp căng luôn. Túi khí an toàn thì rất là nhiều. Và bây giờ thì em Lê Hương xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em đến khoang động cơ máy móc. Trước khi xuống tiền thì em sẽ quay cho mình khoang động cơ máy móc để các bác nhìn này. Đấy, các bác đi xem xe này, để ý chỗ này này. Nếu như mà xe mà làm lại đâm đụng nó sẽ banh hết chỗ này ra. Đấy. Soi thật là kỹ mà. Nhà có anh chị em nào mà biết về xe thì dẫn anh chị em nhà mình đi xem xe cho mình. Thỏa thuận giữa bên mua và bên bán được ký kết bằng bản rồi nên các bác hoàn toàn yên tâm với bên em. Ui, nặng quá. Ui, khoang động cơ máy móc rất là đẹp luôn. Bên trong khoang động cơ máy móc mà em mở ra phải thốt lên rằng quá là xuất sắc luôn các bác ạ. Thật sự là xuất sắc luôn. Cụ giảm chấn giảm sóc này, tai đèn này, bình ắc quy này, động cơ dẫn này, 4 phanh ABS chống bó cứng luôn. Quay sát cho mình, quay thật là kỹ này. Em đến phần này em sẽ đi chậm cho mình để các bác nhìn kỹ cho em nhé. Khoang động cơ máy móc sạch sẽ luôn này. Ngửa điện thoại lên để quay cho mình keo chỉ, lắp cabo, lốt đinh tán, lỗ thoát nước, tất cả những lốt nhà sản xuất này. Ụ giảm chất là giảm chấn bằng cái cao su, mút cao su còn nguyên này. Thảm này, còn nguyên thảm chống nóng giảm nhiệt cho mình nhé. Đấy, khoang động cơ dẫn đến phanh ABS các thứ đây ạ. Ôi, xuất sắc gầm bẹ luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe Hyundai Accent đời 2011 nhập khẩu đang được chào bán bên em Lê Hương. Những bác nào thật sự quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent này, nhấc máy lên và gọi cho em qua hotline 0354602790. Em xin phép được đọc lại thông tin của xe Accent bản đặc biệt đời 2011 nhập khẩu số tự động, trang bị động cơ là 1.4, em đang bán là 355 triệu. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong nhận được những cái inbox nhắn tin này, hoặc là những cuộc gọi khách hàng nhà mình. Video của em đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào những video tiếp theo ạ.